Vâng, em xin chào tất cả các bác nhá. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em lại ở nhà để đi băm thuốc. Đúng không ạ? Đấy, mỗi hôm lên rừng, nay em lại ở nhà đi băm thuốc nhá. Đấy, đi vòng sang đây các, đi vòng cánh xa xa cho máy quay đây. Đấy, đi vòng luôn này. Đi vòng, quay đi đây. Đấy thì em cũng xin được giới thiệu với tất cả các bác chúng ta. Đấy, hôm nay thì em ở nhà là để băm thuốc để cái vị thuốc dây đau xương các bạn, dây đau xương nhá. Đấy, cái này là một bài thuốc ở đồng bào Mường đã sử dụng lâu đời. Ba, nhưng mà cái thuốc đây to bằng tay con rồi đó, đã sử dụng lâu đời đấy ở trong đồng bào Mường thì nó có tác dụng là hỗ trợ về bệnh xương khớp các bạn nhé. Đấy, như là phôi gai thái hóa thoát vị nhất định phiêm đa khớp dạng thấp, phiêm khớp gối, phiêm khớp háng, khô khớp gối, khô khớp háng, khô khớp chân tay. Nói chung tại sao thì được mệnh danh là dây đau xương thì nó phải như thế nhá. Đấy, về thì xem cậu à, không những là nhá một vị thuốc của dây đau xương đấy, nó còn hỗ trợ nhé, hỗ trợ điều trị chứng bệnh. Đấy, ơi đi ra đi con. Ồ, hỗ trợ điều trị chứ. Mấy đứa nhỏ nó nghịch quá. Đây, còn dây to này. Các bác thông cảm nha, đang ấy thì giữa cái cháu nó nghịch quá đi. Nhà cái cháu nhỏ để chơi. Đây, không những là nhá, em đang nói giữa không những là thuốc hỗ trợ điều trị bệnh về xương khớp, mà nó còn là một cái bài thuốc là trị liền da liền thịt nhá. Đấy, thì ở đồng bào Mường còn hay gọi nó có bằng một cái tên là cái dây thừa thịt thế này, trôi thịt. Đấy, không may chúng ta bị đứt nhá, ngã tai nạn hoặc là đứt dao, đấy, bị rách thịt, thì chúng ta dùng cái dây này đốt, các bạn, đốt thành than thôi. Chúng ta lấy cái than, cái tro của nó chúng ta bỏ vào nhá, bỏ vào cái chỗ bị đứt thịt đấy. Đấy, các bạn nhá, bỏ chỗ bị đứt thịt nó sẽ trôi ra. Đấy. Hôm nay em lại ở nhà để băm các bạn. Băm. Và hôm nay đi rừng được, cũng giới thiệu với các bác rồi. Sao suốt ngày thấy đi rừng đi rú. Đấy, này băm. Thì trong cái vị thuốc của dây đau xương này các bác nhé. Đấy. Trong hội thuốc của chúng ta, các bác nào còn thiếu nhé, còn thiếu cái vị thuốc đau xương này thì alo cho em nhé, liên hệ với em. Hoặc trong các bác nhé, hoặc là các cháu có ông bà cha mẹ nhé, ông bà cha mẹ đấy mà không may mắc cái chứng bệnh liên quan về xương khớp các bác nhá. Đấy, liên quan về xương khớp đấy thì ở vùng miền không có nhé, thì cứ alo đến với em để em tư vấn để bốc thuốc nhé. Đấy, cái băm khô ra với khô thì sau đó là chúng ta kết hợp với những các vị thuốc khác để bốc thuốc. Đấy, những dây to, dây gốc nó to lắm các bạn. Dưới gốc nó rất là to. Đấy, băm này nó có vân hoa này. Đấy, đẹp lắm. Băm cái lá thuốc nó ra rất là đẹp các bạn. Đấy, cái loại này thì không thể dùng băm máy được. Nhà em có máy đấy, nhà em có máy đấy, nhưng mà không băm được, bởi vì nó nhỏ, băm này nó nát các bác nhé. Không phải cái nào cũng băm máy được đâu. Đấy, không phải cái nào cũng băm máy được. Có những loại băm máy được, cái loại này là phải băm tay. Đấy, loại này phải băm tay. Đấy, như thế. Phải băm tay, chứ không phải không đâu. Phải băm nó thật đều tay nhé. Đấy, phải băm đều tay, nó thành lát đều đi, mà nó mỏng đều nhau này, với nó mới nhanh khô được các bạn, nhanh khô. Đấy, cứ nghiêng cái dao nhé, nghiêng cái dao mà băm, đừng có băm vuông kiểu này. Đấy, băm vuông
Em ví dụ như các bác băm thẳng như này nhé, băm thẳng như này đấy, không ra lát thuốc đâu. Đấy, chỉ tôi ra ngắn như thế này luôn. Cũng một cây đấy. Nhưng mà nghiêng cái dao lại băm nó ra lát thuốc, chiếc chéo nó dài nó đẹp. Nhìn nó đẹp cái nhanh khung. Đấy, các bác cứ nghiêng lại như này, đấy, nghiêng cái dao lại. Thế mà hôm thì nhà em là cứ bên ngày buổi sáng sớm ấy thì lại phải lên rừng đi tìm đi hái thuốc các bạn đấy, xong rồi về canh thủ băm vơi như thế này. Còn đêm chủ yếu về đêm nhé, về đêm nhà em mới bốc thuốc đấy, bốc thuốc cho bệnh nhân là canh thủ phải buổi đêm đấy các bạn. Thế thôi, cứ băm như thế là nó nhanh khô. Đây em lại quên, em quên chia sẻ đến các bác về cái loại này, quên đấy. Cái loại này trồng nó rất là dễ sống các bạn nhé, trồng dễ sống đấy, cực kỳ là dễ sống. Đây bây giờ em chưa cho các bác xem cái lá của nó đây đấy. Đây cái lá của nó đây các bác nhá, đây này. Đấy, đây là cái mặt trên của lá đây các bác. Đấy, mặt trên nhá. Lá có hình tim. Đấy, nó hơi nó lá giống cái lá cái của bình vôi ấy. Nó hơi giống. Hơi giống thôi nhá, chứ không giống lắm. Đây. Mà mặt trên cũng có lông tơ. Mặt dưới cũng thế. Đấy. Mặt dưới có lông tơ. Đây lá hình tim các bác nhá. Lá hình tim. Đấy, cái cuộn lá cũng có lông tơ này đấy. Còn cái dây của nó là con nụt 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 như kiểu da cóc ấy các bạn. Đấy, nó nụt nụt như da cóc. Đấy. Thì về cái loài này nhé, trồng nó rất chi là dễ sống. Đấy. Các bác cứ chặt ra từ khúc 1. Đây này, em chặt cho các bác này. Đây, ví dụ như này nhé. Đây, chỉ chặt ra. Đấy, đây là được hai đoạn rồi. Đấy, nó rơi vào khoảng độ 30 đến 40 phân. Thì các bác trồng nhé, các bác trồng thì chỉ cần vùi xuống cho em lấy khoảng độ 15 phân ở dưới đất thôi nhé. Tức là nó chỉ cần chạm đến đất. Đấy, một đầu. Còn một đầu các bác để lên là tự nó mọc nhé, tự nó mọc. Đấy. Nó rất như là khỏe sống mà em còn nhớ mãi. Đây còn cái nhãn nhà em ở đằng trước ấy. Em còn nhớ mãi nhé. Đấy. Là mình chỉ có một đoạn thừa, một đoạn thừa của hôm em trồng á, bắt đầu em ném nó lên, ném nó lên, nó vướng vào ở trên cái cành cây nhãn ấy. Đấy, thế mà bắt đầu nó mọc, nó tự thả nhé, nó tự thả cái dây cái rễ của nó xuống. Đấy, có thể các bác ngoắc lên ở cành cây bất cứ nhé, bất cứ. Đấy, em còn nhớ mãi là năm xưa nhà em là có dùng cái dây này, dây nhỏ nhỏ như này. Đấy, dây nhỏ như này, dây nhỏ như này thôi, dây nhỏ như này, đây cho bác xem, đấy, dây nhỏ bé tí như này,
để buộc cái tường, buộc cái rào ấy, rào bằng cây tre đấy, đấy, buộc cái rào nhá, buộc rào bằng cây tre, rào vườn ấy, đấy. Thế mà nó vẫn sống, à, nó cũng tự cái dây đó, nó thành cái rễ để nó thả xuống đất, để nó bám đất, nó vẫn leo lên được, là em cho là nó tài, các bác, nó rất chi là sống tốt, này. Có thể các bác phát lên bất cứ một cành cây nào đó hoặc quấn lên bất cứ một cành cây nào đó nhá, ví dụ như này đấy. Các bác quấn lấy như này đâu, quấn lấy như này nhá, đấy, quấn lấy như này, ngoắc lên một cành cây bất cứ, miễn là cây, các bác ngoắc lên cành cây, hoặc là các bác có cái cây nào các bác quấn lại như này, buộc vào cái cây đó là cũng tự nó sống, tự nó sống luôn, nó dùng từ chỗ này nó thả cái rễ xuống lên đất để nó bám để nó sống. Đây, thế mới là em còn nói là nó quá là thần kỳ các bạn. Đấy, nó quá là thần kỳ. Đây, những cái đoạn leo 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 nó quấn quấn vào nhau này, nó bám một cái cây to để nó leo. Đấy. Em thấy nó quá là thần kỳ chứ phải không đâu. Đấy. Quá là thần kỳ trong cái dây đau xương này các bác nhé. Đấy. Vâng, em nhắc lại một lần nữa nhé, ở trong hội thuốc của chúng ta, bác nào có nhu cầu trồng bảo tồn nhân giống nhé, về loài dây đau xương này, đấy, hoặc là còn thiếu cái vị thuốc của dây đau xương này nhé, đấy, hoặc ông bà, cha mẹ nhé, bị bệnh về liên quan đến xương khớp, thì hãy xin liên hệ ngay qua số điện thoại của nhà thuốc chúng tôi cũng như là số Zalo. Đó là tôi có để trên kênh rồi, tôi đọc cho các bác luôn. Đó là 0976972618 các bác nhé. Đấy, số đấy tôi có dùng Zalo. Đấy, các bác cứ kết bạn vào Zalo muốn cái loài cây gì, như thế nào. Đấy, chụp hình lại hoặc để bảo tôi gửi hình cho các bác nhé, cho xem. Đấy, nhưng mà tốt nhất là nên trồng bảo tồn các bác. Nên trồng bảo tồn nhé. Các bác có nhu cầu trồng bảo tồn nhân giống thì cũng alo em, các bác nhé. Vâng.